chúng ta cùng lấy lại và phát huy trí tưởng tượng của mình để hình dung ra bức tranh của cô Cynthia nhé. A house with a gun, a dog and a pet. I draw with my crayons and I have fun. A boy in shorts plays with his dog. Get your crayons and draw with me. Em thân mến, phát âm đóng một vai trò hết sức quan trọng trong tiếng Anh. Phát âm đúng giúp cho quá trình giao tiếp bằng tiếng Anh của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta cùng tập phát âm những âm sau đây. Các em hãy nghe theo bằng và nhận theo. Drink. Drunk. Dress.